Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, Không quân Mỹ hiện nay thì đang có kế hoạch nâng cấp một loạt máy bay như là F-22 Raptor hay là máy bay U-2. Gói nâng cấp để có thể liên lạc một cách bí mật với các máy bay khác, kể cả là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Tờ báo nước Mỹ hùng mạnh WTC số Trung tuần tháng 6 năm 2020 đã cập nhật nguồn tin quân sự cho biết rằng Không quân Mỹ hiện nay đang có một kế hoạch nâng cấp một loạt máy bay thế hệ cũ, sử dụng hộp Einstein để giúp chia sẻ thông tin quan trọng được các máy bay thế hệ mới thu thập được, khắc phục nhược điểm của các thiết bị chiến thuật truyền thống như hệ thống mà F-35 Lightning II đang gặp phải. Điều đó thì đồng nghĩa với việc các thiết bị mới này sẽ trở thành một giao cản đối với đối phương trong các cuộc chiến tương lai. Để bắt tay vào dự án tham vọng nói trên, tại triển lãm Space Cyber năm 2017 được tổ chức tại National Harbor, bang Maryland. Các khổng lồ Lockheed Martin đã đưa ra trình diễn một hệ thống được xem là bất khả chiến bại, giúp cho các máy bay thế hệ cũ lập kế hoạch và hoàn thành nó một cách tối ưu nhất. Theo hãng Lockheed Martin, tình trạng tích hợp các thành phần trên đất liền, trên biển, không gian và không gian mạng của quân đội được ví như là một loạt các bếp lò. Về bản chất, Mosidam, tức là bom tấn công trực diện phối hợp do F-35 thả ra, có thể đã bắn trúng một số tổ hợp tên lửa SA-20, nhưng nó đã bị bắn do tấn công mạng và trang web sau đó lại bị trúng tên lửa hành trình Tomahawk. Mặc dù tên lửa vô dụng nếu như không có phương tiện kiểm soát, đôi khi trong thực tế chiến đấu, người ta lại gặp phải tình huống chóng ngoe có sán mục tiêu khi tiếu đạn. Để giải quyết tình thế này, người ta có thể sử dụng kiến trúc hệ thống mở, tạo ra hệ thống lệnh và kiểm soát đa chiều. Một trong những hệ thống có thể giải quyết được tình thế này đó chính là hộp Einstein, gọi tắt là EB. Nó được thử nghiệm trong một cuộc tập trận North Eagle hồi đầu năm nay. Về bản chất thì nó giúp kết nối các máy bay chiến đấu thể thứ tư với các máy bay chiến đấu thể thứ năm mà không ảnh hưởng đến khả năng tăng hình của F-22 và F-35. Trong cuộc tập trận, EB đã mang lại thành công ban đầu do dự án Scanwork của Lockheed Martin thông qua việc nâng cấp lắp hộp EB cho máy bay trinh sát đời cổ là U-2. Việc tích hợp các hệ thống khác nhau từ F-22 Raptor cho các tàu khu trục và tàu tuần dương bằng hệ thống Aegis hay hệ thống điều khiển cho tên lửa hành trình Tomahawk chiến thuật đến hệ thống hồng ngoại không gian SBIS khiến cho đối phương lúng túng và giúp cho Mỹ cũng như là đồng minh có thể chia sẻ thông tin hữu ích. Từ đó thì quân đội Mỹ có thể nhanh chóng ghép nối các nền tảng với các mục tiêu tấn công được nhiều và chính xác các mục tiêu tại hiện trường. MC2 hay là máy tính nhiệm vụ thường được biết tới với tên gọi là hộp Einstein hay là EB được thiết kế theo tiêu chuẩn hệ thống nhiệm vụ mở của không quân Mỹ, có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường đối kháng điện tử mạnh. Đồng thời, nó cho phép máy bay kết nối với các mạng lưới liên lạc quân sự trên bộ, trên biển, trên không gian mạng, trên không và vũ trụ. Màn hình buồng lái hiện đại sẽ mở rộng phạm vi hiển thị dữ liệu và đơn giản hóa các quy trình vận hành thử nghiệm. Ngoài ra, MC2 có thể giúp cho phi công F-35 phát hiện ra phát xạ của radar và các cảnh báo khác như là lực lượng hoạt động đặc biệt trên mặt đất hoặc vệ tinh một cách nhanh hơn, sớm tránh xa vào bẫy của đối phương hoặc được thông báo các nguồn tiền khác hữu ích giúp cho việc hợp tác tác chiến trở nên hiệu quả, cứu được mạng sống cho nhiều binh lính hơn. Theo tờ báo SAC của Mỹ, ra ngày 10 tháng 6, mở đầu cho dự án trang bị EB dành cho máy bay là dự án nâng cấp U-2. Đây là loại máy bay trinh sát tầm cao từng được không quân Mỹ sử dụng vào năm 1956, biểu tượng của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiện nay thì không quân Mỹ có khoảng 30 chiếc U-2 đang tại ngũ, độ tuổi trung bình là vào khoảng 40. Gần đây do tồn tại những nhược điểm nên U-2 được thay dần bằng máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk. Tuy nhiên, Global Hawk vẫn không thỏa mãn các tiêu chí trinh sát nên Mỹ quay lại nâng cấp U-2 vì nhiều lý do thực dụng nhằm khắc phục nhược điểm của U-2 lẫn máy bay trinh sát global. H. Không quân Mỹ đã tìm kiếm các đại gia trong ngành hàng không nhằm nâng cấp U-2. Đầu tiên là năm 2020, hãng Colin Aerospace, công ty con của hãng Raytheon và Lockheed Martin đã hợp tác thực thi dự án này nâng cấp hệ thống trinh sát quang điện của U-2 để cải thiện tính năng quang học và khả năng theo dõi tầm xa của máy bay. Ngoài ra thì Lockheed Martin còn được trao thêm phần việc nâng cấp U2 trị giá 50 triệu đô la, bao gồm 3 gói công việc, thay thế hệ thống điện tử hàng không mới, cài đặt máy tính nhiệm vụ mới và lắp đặt màn hình buồng lái hiện đại. Buồng lái của U2 sẽ được kính hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật số với các màn hình hiển thị thông tin hoàn cảnh. Tương lai thì công nghệ này sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ thống điều khiển của máy bay. Theo như một số nguồn tin, máy bay U2 sau khi mà nâng cấp có thể được sử dụng như một thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Với hệ máy tính điều hành MC2 hay hộp EB cho phép U2 kết nối với các mạng lưới liên lạc quân sự trên bộ, trên biển, trên không và vũ trụ. Màn hình buồng lái hiện đại sẽ mở rộng phạm vi hiển thị dữ liệu và đơn giản hóa các quy trình vận hành thử nghiệm. Theo dự báo, sau khi nâng cấp, máy bay U2 sẽ trở thành một trung tâm phân phối tình báo tầm cao, chia sẻ thông tin tình báo thu được tới nhiều hệ thống chiến đấu và chỉ huy khác theo thời gian thực. Trong tương lai thì máy bay U-2 sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trong hệ thống quản lý chiến đấu tiên tiến của không quân Mỹ, có thể phối hợp sử dụng với các máy bay chiến đấu thể thứ tư và thứ năm, cũng như tích hợp toàn bộ hệ thống chiến đấu trên không, trên biển, trên đất liền một cách thống nhất bí mật. Iron Henley, người đứng đầu chương trình nâng cấp máy bay U-2 của hãng Lockheed Martin đã tiết lộ cùng báo giới. Cụ thể hơn, một khi máy F-35 đã phát hiện một tên lửa tầm xa thông qua các kèm biến rồi thông qua U2 để chia sẻ thông tin tới lực lượng phòng không mặt đất, giúp lực lượng này đưa ra quyết định phòng thủ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong khi đó, các phương tiện thông tin đại chúng và chuyên gia đang đưa ra những đồn đoán về hai máy bay đang được Mỹ bí mật thử nghiệm trên sa mạc Mojave. Theo ấn phẩm của tờ The Driver của Mỹ, mô hình 401 của công ty SCAR Composite đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10 năm 2017 và là một trình diễn các công nghệ cũng như là 281 Protus của công ty Scar Composite. Một máy bay có tầm bay rất xa và trần bay cao, lần đầu tiên bay trên bầu trời vào tháng 7 năm 1998, đều được phát triển bởi hãng Northrop Grumman. Được biết, Scarp Composite Model 401 là máy bay thử nghiệm của Mỹ, được thiết kế và sản xuất bởi hãng Scar Composite của Mojave Spaceport thuộc California. Hai mẫu 401 đã được chế tạo cho một khách hàng xấu tên để trình diễn kỹ thuật sản xuất tiên tiến, chi phí thấp. Máy bay nghiên cứu cho cả ngành công nghiệp và chính phủ và có chuyến bay đầu tiên vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Model 401 có cánh thấp đúc hẳn, buồng lái, điều áp một chỗ ngồi, kính buồng lái thì hai mảnh, thiết bị hạ cánh ba bánh có thể thu gọn và sử dụng một động cơ phản lực duy nhất. Máy bay được làm từ vật liệu composite có sải cánh 11,6m, chiều dài 11,6m. Trong lượng sống là 1.814kg, tổng trọng lượng kết cánh là 3.629 kg. Nó sử dụng động cơ Pratt Whitney Canada GT15D, tạo ra lực đẩy 1.381 kg. Tốc độ bay là Mach 0.6, thời gian bay là 3 giờ, chân bay là 9.100 m. Protos có sải cánh là 23,65 m, dài 17,17 m, cao 5,38 m. Trong lượng sống là 2.658 kg. Nó có thời gian bay là 14 giờ, bán kính hoạt động 1.850 km và trần bay 19.000 m. Protos là máy bay được điều khiển tùy chọn với hai phi công bay trong một cabin có điều tiết áp lực. Tuy nhiên thì nó cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bán tự động hoặc được điều khiển từ xa. Mô hình 281 Protos là máy bay có khả năng chịu độ cao lớn, hai cánh thì được thiết kế bởi Bus Rotten. Thực sự đây là một máy bay đa nhiệm vụ, có thể mang theo trọng tải khác nhau. Composite Protos thì có thiết kế cực kỳ hiệu quả và có thể quay quanh một điểm ở độ cao hơn 19.800m trong vòng tới 18 giờ. Còn mẫu 281 Protos có một khung máy bay làm bằng vật liệu tổng hợp than trì epoxy với cấu trúc bánh sandwich. Theo dự án công nghệ cảm biến và máy bay nghiên cứu môi trường của NASA, Trung tâm nghiên cứu chuyến bay Dryden của NASA đã hỗ trợ hãng Scars Composite phát triển một trạm điều khiển tinh vi duy trì hệ thống lái tự động và hệ thống dữ liệu đường xuống dựa trên đường truyền dữ liệu qua vệ tinh SATCOM để Protos hoạt động. Protos hiện tại đang sở hữu một số kỷ lục của Liên đoàn Hàng không Thế giới, được thiết lập với sự hợp tác của NASA Dryden. Độ cao cực đại đạt được là 19.277m vào tháng 10 năm 2000. Cánh của Protos được điều chỉnh để chuyên trở trên máy bay vận tải Modern 318 là hệ thống phóng cho tàu vũ trụ Taiwan của Roton và X-37 của Cơ quan quản lý các dự án quốc phòng tiên tiến. Không những vậy, máy bay tiếp nhiên liệu đã tiếp dầu trên không trùng dành cho F-15D mà dưới cánh phải. Ba dưới cánh phải có một vật thể lạ hình con thoi kỳ lạ được phát hiện tại phần đuôi của mô hình 401. Theo các chuyên gia, thì Modern 401 và Protus đã nói ở trên có thể ở chế độ không người lái hoặc được điều khiển bởi F-15D. Họ cho rằng lầu năm góc đang cố gắng tạo ra một chiếc máy bay bất khả xâm phạm nhất có thể đối với tên lửa của người nga. Quân đội Mỹ thì đang thử nghiệm nhiều vật liệu, thiết bị và máy móc khác nhau, cũng như thử nghiệm liên kết chiến đấu và các sơ đồ chiến thuật mới. Có khả năng lần này thì một số loại radar cảm biến nào đó đã được thử nghiệm, đồng thời một số loại quang điện đã được cài đặt trên Protoss. Ngoài ra thì tờ The Driver khẳng định rằng không quân Mỹ và NASA đang nỗ lực để giảm tín hiệu nhiệt của máy bay. Vì vậy, họ có thể tiến hành thử nghiệm các lớp phủ đặc biệt làm phức tạp các hệ thống sử dụng hồng ngoại để phát hiện máy bay. Đó là các vật liệu mới giúp vô hình, lần đầu tiên được thử nghiệm trên các máy bay thử nghiệm này. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.